Minh Thúy xin kính chào quý vị. Hôm nay thứ Sáu, 26 tháng 5, 2023. Đến với VATV hôm nay gồm có phỏng vấn đặc biệt và nhạc lá bồ đề. Kính thưa quý vị, trong phần phỏng vấn lần này, chúng tôi xin tạm ngừng cuộc đại du hành của Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ trong xã hội miền Nam Việt Nam qua cái nhìn rộng lớn của thời cuộc Việt Nam từ miền quê ra tỉnh như trong ba kỳ trước, để rẽ vào một con lộ cá nhân của cha Lễ. Người ta thường đi tu vì nhiều lý do khác nhau, nhưng đa số khi nói đến đi tu đều có ít nhiều nghĩ về một sự lựa chọn rũ bỏ cuộc đời để bước vào một cõi khác thanh tịnh hơn, nghiêm trang hơn, khổ hạnh hơn để tìm đến ánh sáng của đạo. Nhưng đối với thanh niên Nguyễn Hữu Lễ, điều này hoàn toàn khác. Ông đã thành đạt trong mọi mặt, từ kiến thức, danh vọng, địa vị cho đến tài chánh. Ông không cần phải thoát ly đi đâu để tìm bất cứ thứ gì thêm. Ở tuổi ông, số người thành đạt như ông rất ít và đa số đã lấy điểm thành công đó làm điểm dừng, lập gia đình, tìm cách thăng tiến trong địa vị để đạt được những mục đích bình thường như cuộc sống thoải mái hơn, một địa vị xã hội cao hơn. Nhưng tại sao chàng thanh niên Nguyễn Hữu Lễ lại không dừng tại điểm dừng thoải mái đó để tiến lên trong xã hội mà lại chọn con đường tu hành? Phải chăng những động lực sâu kín đó là một sự mặc khải ông chưa tiết lộ, hoặc do những động lực nào khác ở bên ngoài? Tại sao trước tình cảnh biến động xã hội đang bùng phát mà một thanh niên với giấc mộng hải hồ từ thời thiếu niên và những đam mê về sử bị ám ảnh vì cuộc cách mạng Pháp năm 1789 lại có thể nghĩ đến chuyện đi tu? Mời quý vị nghe Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ nói về sự suy nghĩ của ông trước khi chọn con đường vào Đại Chúng Viện và những bước chập chững đầu tiên ngày ông bắt đầu đi tu, qua phần 7 phỏng vấn đặc biệt với Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ do Phan Lê Dũng, Võ Thành Nhân và Minh Thúy thực hiện. Còn cái chuyện mà cha đi tu thì sao? Tại sao cha lại đi tu? Bắt đầu từ cái ý nghĩ đi tu từ lúc nào? Tại vì theo cái cuộc sống của cha là từ nông thôn cho đến nãy giờ kể thì chưa thấy có một cái gì gọi là hồng ân thiên chúa hoặc là một cái ý hướng nào để cho mình đi về cái đó. Đây là câu hỏi lớn. Vâng, đừng một câu hỏi tối, tôi câu hỏi lớn bởi vì nói là từ những cái nhìn của tôi từ hồi nhỏ cho đến cái nhận định của tôi dân tộc Việt Nam thật đau khổ, cho đến cái nhìn của tôi bị cái giáo chức tôn giáo lợi dụng chức vụ dựa thế chính quyền đè đầu cái cổ người dân, những yếu tố đó tạo cho tôi một cái quyết định là tôi muốn làm linh mục. Ở đây tôi xin nói rõ trước ông kính và tất cả mọi người, em nói anh họ đừng nghĩ cha Lễ đi tu vì ông đạo đức hơn ai, không phải. Tôi rất bình thường, sống như tất cả anh em khác, mặc dù tôi Công giáo. Nhưng nói rõ tôi đi tu không phải vì lý do là tôi đạo đức hơn người, tôi muốn lo việc giáo hội thì không phải. Dĩ nhiên là linh mục tôi phải lo giáo hội. Nhưng cái lý tưởng mà tôi tu mạnh đó là cái dân tộc của tôi. Cái dân tộc của tôi. Tôi muốn cộng tác một chút xíu nào đó theo khả năng của mình đó, để mà giải thoát được một phần gánh nặng người dân một cổ hai trồng. Đó là cái thứ nhất. Thứ nhì đó, tôi muốn trong vai trò một linh mục, tôi để cho người khác thấy nhìn vô cái vai trò một linh mục đó, nó không phải vậy. Gia đình không phải để cho người ta sợ. Trong sách Khói Sống tôi viết rất rõ, tôi là linh mục sẽ có người thương tôi, sẽ có người ghét tôi, nhưng không một người nào phải sợ tôi cả. Đó là lý tưởng linh mục của tôi. Không một người nào phải sợ tôi cả. Thưa cha, nếu mà nói cái chuyện mà đóng góp vào trong xã hội thì người ta có nhiều khuynh hướng, có thể trở thành người thì trở thành bác sĩ, người thì trở thành luật sư, hoặc là có thể trở thành chính khách để mình mà thay đổi guồng máy của chính phủ. Thì tại sao cái sự chọn lựa của cha đặc biệt nó lại đi về cái hướng tâm linh mà nó có vẻ xa rời với thực tiễn theo như cái điều cha muốn nói? Vâng, thì thực sự ra thì mỗi người có một cái lựa chọn. Như lựa chọn của tôi đó, tôi nghĩ này, nếu tôi là một, thật sự nó cũng mở cho ngoặt chút xíu,
Thời gian đó khi mà người có bằng tú tài đầu tiên trong làng là tôi. Anh biết mà thời gian đó đó, khởi năm 58, năm 9, 60 đó, thì khi nó có bằng tú tài đó là anh cái cửa tương lai nó mở rất lớn, nó mở rộng lắm. Mở rất rộng. Anh có thể xin đi học làm một bác sĩ, một kỹ sư, một quan điêu đi lính, nó có thể làm sĩ quan vân vân. Nhưng mà tôi nghĩ rằng nếu mà tôi có một gia đình riêng đó, thì bổn phận tôi phải lo gia đình của tôi. Tôi không thể nào tôi bỏ bê gia đình thôi để tôi lo những chuyện khác được. Cho một phần nó phải là một sự hy sinh. Tôi là thanh niên mà anh biết tôi thanh niên không có đâu tệ trai đâu. Xin lỗi cho vui thôi, không có nổi là tệ đâu. Thì nó đưa ra thì chắc cũng là đời sống gia đình tôi cũng bình thường lắm. Nhưng mà không, tôi nghĩ là trong cương vị linh mục đó, tôi sẽ dùng cả cuộc đời thôi để phục vụ dân tộc thôi, một cách tự do, một cách thoải mái và không đụng chạm gì đến quyền lợi bất cứ người nào cả. Đó là lý tưởng mà tôi chọn. Mà hồi đó biết tu ra thì phải từ 8, 9, 10 tuổi sắp lên đi tu rồi, chứ không phải ấy. Là tôi là một trường hợp người có thể là ngoại lệ, không phải thử thách nhiều. Đó là lý do tại sao vậy đó. Nhưng mà cái mà nó thúc đẩy tôi mạnh nhất mà tôi đi tu đó, mạnh nhất đó, là cái ngày tôi ở Vĩnh Long để thi đại học y khoa làm đơn, rồi để đi thi, thi gọi là thi tuyển mà. Thì trong đó nó có một cái tờ giao kèo với chính phủ. Chính tờ giao kèo đó làm tôi suy nghĩ, tôi bỏ cuộc, không thi nữa. Là sau khi ra trường, sau khi tốt nghiệp ra trường, phải phục vụ cho chính phủ ít nhất là 10 năm. Cái câu đó là câu tôi suy nghĩ. Nghĩa là nếu mà là bác sĩ rồi, bởi vì hồi đó chính phủ tài trợ cho mình học mà, thì trở làm chính phủ ít nhất là 10 năm. Tôi suy nghĩ này, trời năm nay mình, nếu mình học được ra tới bác sĩ thì mình tới 30 tuổi rồi, ít nhất là 78, rồi mình mất thêm 10 năm nữa là 37, 38, thì coi như nó quá gần nửa đời người rồi, thì mình còn làm được cái gì để lúc theo cái nguyện, theo cái lý tưởng của mình nữa. Cho nên tôi bỏ tôi về, tôi không tin. Cha tôi ở nhà đang thấy tôi, ủa sao con về? Cha tôi không biết gì hết. Cha, thật sự chuyện này tôi không bàn với ai được hết á. Cha tôi là người nông dân mà, cha tôi đơn sơ lắm, rất đơn sơ. Thì tôi nói cha ơi con không thi nữa. Tại sao con không thi? Thì thật cha tôi hy vọng tôi lắm, khi rất hy vọng. Bây con út mà lại nó có điều kiện nó học, mấy anh em tôi thì anh biết rồi đó, tới lớn lên ở nhà đầm ruộng hết, như mới vô làng đó. Thì tôi nói con muốn đi vô xin học trong chủng viện. Nó ủa sao con lại có ý định kỳ vậy, làm sao chia sẻ được? Nhưng mà cha tôi nói này nè, bây giờ con lớn rồi thì con đủ trí khôn để quyết định tương lai đời con, nhưng nếu con chọn con đường nào đó thì con phải theo con đường đó cho đến cùng. Đó là cha tôi dặn, đã chọn là phải theo đến cùng. Thì rồi cha tôi, con tự do, con lớn rồi, con có tự do để hoạch định tương lai đời con. Thì tôi mới trở lên ông cha giám đốc chủng viện, tôi mới xin. Đấy. Rồi đức cha giám đốc viện này nói chuyện với đức cha, đức cha đồng ý thu xếp cho tôi vô học luôn chủng viện. Thì tôi ngỡ ngàng lắm, mình ta tu từ nhỏ lớn mình chồng ngồng cái đầu rồi vô đó, nó nội tuổi nó đặt cho tôi là sồi. Sồi tôi mới tiếng Pháp là cái ốt, là cái bự, cái sồi là cái bự đó. Nó nói tôi là thằng sồi, cái tiếng nít em thằng lễ sồi đó, có tên vui vui này.